Tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp bà Mary O'Deleman, giám đốc quốc gia UNS tại Việt Nam nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chúc mừng bà Mary hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảm ơn tổ chức UNS và bà Mary đã luôn tích cực giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh phòng chống HIVS, đặc biệt UNS đã có nhiều hỗ trợ kỹ thuật giúp các cơ quan của Việt Nam triển khai nhiều chính sách, biện pháp mới hiệu quả trong công tác phòng chống HIVS. Phó Thủ tướng mong muốn UNS và bà Mary tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu trong công tác phòng chống HIVS trong thời gian tới. Bà Mary khẳng định dù ở cương vị nào cũng sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu trong công tác phòng chống HIVS.